Đấy, sinh bát ra được trưởng đang giới thiệu từng các ngôi mộ các cụ. Đây là cụ Lượng, cụ này là ông của ông Cương, để cho ông Trư, ông Trư mới tước. Xong lại để ra bà vợ ông Sếp, vợ ông Chuông là bố bố mẹ Lý. Cụ Mão đây này. Đấy. Thế còn ông Ông này để ra bốn cụ, bà một, bà hai, bà tư. Đầu tiên là Dương Văn Liễu, Dương Văn Độ, Dương Văn Bảo, Dương Văn Cáp. Ông đấy, bà gì mẹ chú Khanh. Đấy, bà gái. Dưới đây là được 5 vị, trên này được 5 vị. Xong rồi lúc đấy là đời rồi. Trên đấy là 4 trai 1 gái, dưới này 4 trai 1 gái. Đây hay nằm đều nhau. Cúng hay có bà cô tổ, chính là bà cô. Đấy, bà Tư Kiều đây, bà cô tổ. Dương Tổ là bà Dương Thị Kiều đây. Mất ngày 20 mưa một hai người ở lại còn đâu về mà ướt hết. Cứ bình tĩnh nhỉ, ướt thì ướt chứ có. Và ướt hết. Thế này năm rồi, nhà đã rẻ. Ông thổ kỳ đây, chính quan thổ kỳ đây, mình cũng đây là cũng kiếm. Ướt hết cái này. Có mà gì mưa bé. Đây để đang muốn này. Tới đây mà gọi là còn đây thì là đây là bà Sinh.